Cách đây khoảng chừng 15 năm, có một ca khúc mà Trường đã từng thể hiện với lại nữ ca sĩ Cẩm Ly và nữ ca sĩ Khánh Du. Và lần này, Trường muốn thể hiện lại bài hát này cùng với một nữ ca sĩ trẻ. Trường thấy đây là một sự kết hợp rất là thú vị, một sự kết hợp giữa hai thế hệ. Và nữ ca sĩ mà Trường muốn giới thiệu cho quý vị ngay sau đây, đó là nữ ca sĩ Đông Nhi. Mối duyên ngày đó còn lại đây thêm bao nhiêu xót xa, phố bao mùa gọi mưa đêm. Có lẽ là sẽ không có nghĩ rằng là mình sẽ có cơ hội được song ca cùng với anh như thế này, bởi vì là âm nhạc của anh đã gắn liền với lại những tuổi thơ của em ngay từ khi mà em biết đến âm nhạc. Và đây là một cái dịp mà em nghĩ rằng là nó sẽ cho em rất là nhiều những cảm xúc và một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời. Và các bạn hãy đừng quên cuộc hẹn vào lúc 9 giờ tối cùng với Đông Nhi và anh Lam Trường tại chương trình Lam Trường 9 PM Live nhé.